đừng bao giờ coi thường một sát thủ chuyên nghiệp. Bảo vệ đã lấy hết vũ khí đi, còn bắt anh Trần như nhộng. Sau khi kiểm tra nhiều lần mới dẫn anh tới trước mặt boss. Anh cầm lấy tấm ảnh trong tay ông ta, gấp một đầu nhọn. Vụ ám sát hoàn hảo, lừa gạt được tất cả mọi người. Anh tên Han, là sát thủ mạnh nhất hiện tại. Con mồi tiếp theo của anh là một người đàn ông 60 tuổi chọc đầu, tên Frank. Trước kia là một đặc vụ kia xuất sắc. Sau khi về hưu thì kiếm một cô bạn gái. Ngày tháng trôi qua vô cùng tốt đẹp. Một hôm, đồng nghiệp cũ Marvin xuất hiện, nói có người đang muốn ám sát ông. Frank cho rằng ông ta mắc chứng hoang tưởng, nên không để bụng. Marvin thất vọng lái xe rời đi. Không ngờ, xe của ông ta bất ngờ phát nổ. Bạn tốt đã không còn. Tại tang lễ, Frank nhìn Marvin nằm trong quan tài. Ông vẫn không tin đây là sự thật. Vì ngày trước Marvin cũng thường xuyên giả chết. Ông rút một cây kim đâm hai cái lên tay bạn. Không thấy ông ta có phản ứng gì. Lúc này ông mới rơi nước mắt. Xem ra những gì Marvin nói là đúng. Frank cũng bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm. Ông muốn đưa Sarah đi trốn, nhưng vừa bước ra khỏi nhà thờ đã bị cảnh sát chặn lại. Để Sarah rời đi an toàn, ông đã chủ động giơ tay chịu trói. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát đã nhắc tới dự án màn đêm mà ông tham gia hồi chiến tranh lạnh. Ông ta muốn biết thông tin về nó, nhưng Frank nói mình không biết gì cả. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng súng. Jack Horton cùng cấp dưới xông vào. Horton ngồi xuống trước mặt ông, hỏi ông về thông tin liên quan đến dự án màn đêm, còn dùng Sarah để uy hiếp. Frank nghe thế thì nổi giận, ông dùng thiết đầu công phá tan chiếc bàn, lấy chân bàn đánh hai tên vệ sĩ và kéo một tên ra ngoài. Nhưng kẻ địch người đông vũ khí mạnh, thấy sắp bị dồn vào góc chết, ông thả người nhảy vào phòng lưu trữ hồ sơ. Kẻ địch vây lại điên cuồng nổ súng vào phòng. Frank trốn sau bàn, may mắn thoát được trận mưa đạn. Khi kẻ địch tiến vào lục soát, Frank lợi dụng địa hình để phản kích, nhưng số lượng địch quá đông, ông ngã mạnh xuống sàn, tưởng phe này sẽ bị tóm. Không ngờ kẻ địch lại bị bắn bay. Một bóng người xuất hiện trong khói bụi mù mịt, chính là Marvin. Thì ra ông ta chưa chết thật. Không có thời gian giải thích, hai người chạy ra ngoài tập hợp cùng Sarah. Cả ba cùng lên xe bỏ trốn. Để làm rõ màn đêm là gì, Marvin đã bắt một quan chức cấp cao trong quân đội. Sau màn thẩm vấn tình thương mến thương, ông ta đã khai ra toàn bộ sự thật. Thì ra màn đêm là một loại vũ khí hạt nhân tiên tiến, được một tiến sĩ vật lý thiên tài phát minh ra trong chiến tranh lạnh. Chỉ cần tìm được nó và nắm được kỹ thuật này là có thể thay đổi cục diện thế giới trong nháy mắt. Từ 32 năm trước, màn đêm đã biến mất cùng với cái chết của vị tiến sĩ kia. Nhưng mới đây không lâu, trên mạng lại xuất hiện tài liệu bí mật liên quan đến nó, chứng minh Frank và Marvin cũng từng tham gia vào dự án này. Chính vì thế các thế lực mới nhảy họ mà nhảy vào để tra ra kẻ ám hại mình. Họ bắt đầu nghiên cứu tài liệu đăng trên mạng, phát hiện địa chỉ IP này ở Paris. Frank chú ý thấy vết rượu vang trên mép giấy. Ông lập tức nghĩ đến một người, là một nghiệp vụ có mật danh Frank. Đúng lúc này, điện thoại của Marvin vang lên, là bạn cũ Victoria gọi tới. Cô nói với Frank rằng MI6 vừa giao nhiệm vụ cho cô. Mục tiêu chính là Frank và Martin. Cô còn tiết lộ, không chỉ có MI6 của anh, mà kia của Mỹ cũng đã mời một sát thủ, chính là Han. Anh ta tên Han, là sát thủ giỏi nhất hiện tại. Bảo vệ lấy hết vũ khí của anh, còn lột sạch quần áo. Nhưng họ đã đánh giá thấp sát thủ thiên tài này rồi. Anh nhận bức ảnh trong tay mục tiêu, gấp thành đầu nhọn, dễ dàng gạt được bảo vệ, ung dung rời khỏi đó. Mục tiêu kế tiếp của anh chính là Frank. Han tra được vị trí hiện tại của Frank, sau đó ngồi máy bay tư nhân tới đó. Anh ta tới khách sạn mà Frank đang ở, nhưng còn chưa kịp hành động, phía sân bay đã gọi tới báo tin xấu. Không những không tìm được người, mà chiếc máy bay tư nhân trị giá 30 triệu đô của anh còn bị cuỗng mất. Han tức sôi máu mắt. Còn Frank lúc này đã đặt chân tới Paris. Vừa xuống máy bay, họ đã gặp một người phụ nữ quyến rũ. Cô ta tặng Frank một nụ hôn nóng bỏng. Sarah ngơ ngác đứng một bên nhìn, bầu không khí hết sức xấu hổ. Thì ra cô ta là bạn gái cũ của Frank, cũng là quan chức cấp cao của cơ quan tình báo Nga. Mục đích cô ta tới Paris cũng là tìm kiếm màn đêm. Sau một cuộc trao đổi ngắn ngủi, hai bên quyết định hợp tác. Họ nhanh chóng tìm được Frank trong nhà hàng, nhưng Frank cũng cực kỳ nhạy bén. Hắn cảm nhận được bất thường sau khi nhìn vào mắt Sarah, lập tức đứng dậy ném dao qua. May nhờ Frank phản ứng nhanh bắt được. Frank vừa nổ súng vừa bỏ chạy, cướp một chiếc mô tô và chạy thoát. Đúng lúc này, bạn gái cũ phóng xe đua tới. Hai bên rượt đuổi nhau trên đường quốc lộ. Sarah và Martin cũng đuổi theo trên con xe cũ, nhưng kỹ thuật lái của Sarah quá gà, xe của họ bị xe khác tông trúng, xoay vòng vòng tại chỗ. Frank nhân cơ hội chạy vào con hẻm nhỏ. Sarah không phục, cô lập tức chạy vào theo. Kết quả xe kẹt cứng trong hẻm. Frank giơ ngón giữa với hai người, ngay sau đó thì bị Frank tông bay. Frank được đưa về khách sạn. Sau khi được Sarah cảm hóa, Frank đã giao ra chìa khóa hộp bảo mật tài liệu của mình. Tối đó, Frank và bạn gái cũng cùng nhau ăn tối. Frank nhấp ly rượu, không ngờ trong rượu bị bỏ thuốc. Chìa khóa bị cô ta lấy đi. Sarah biết tin thì tức giận cho Frank vài bạt tai. Cũng may Marvin đã sớm có phòng bị, đổi chìa khóa giả với ông. Chìa khóa thật vẫn nằm trong tay họ. Hai người lên đường đến ngân hàng, không ngờ lại bị tấn công giữa đường. Thì ra là Han, anh ta dùng súng máy hạng nặng điên cuồng xả súng, biến tất cả ô tô quanh đó thành sắt vụn. Máy bay của tôi đâu? Tôi ăn rồi. Marvin trốn sau lưng Frank, run lẩy bẩy, chợt nhớ ra trong túi còn một quả bom. Một tiếng nổ lớn vang lên. Han hai tay hai súng đi qua kiểm tra, thì thấy cả hai đã trốn xuống cống ngầm. Họ mở két bảo hiểm trong ngân hàng, tìm thấy tài liệu liên quan đến màn đêm và biết MI6 đã giam lỏng một đặc vụ suốt 32 năm. Đặc vụ này chính là người năm đó đã giấu màn đêm. Để làm rõ chuyện này, ba người sang Anh, trên đường gặp được Victoria tới trợ giúp. Nhờ sự giúp đỡ của Victoria, họ đã tìm được nơi giam lỏng đặc vụ nọ. Họ đóng giả làm bác sĩ và tìm được đặc vụ bị giam lỏng. Không ngờ ông ta chính là vị tiến sĩ đã phát minh ra màn đêm, nhưng bị giam lỏng suốt 32 năm, nên đầu óc ông không còn được bình thường nữa. Họ phải đánh ngất ông để đưa ra khỏi đây. Victoria cố tình bị bắt để nghĩ cách tra ra sự thật. Nhờ tiến sĩ dẫn đường, bọn họ đi tới Moscow.
Không ngờ màn đêm được giấu ở trong điện Kremlin. Họ đột nhập vào điện Kremlin theo lối đường hầm bí mật và cuối cùng cũng tìm thấy màn đêm. Nó là một quả bom thủy ngân đỏ, dù nhỏ nhưng nó đủ sức phá hủy cả một thành phố. Sự xuất hiện của nó sẽ khiến thế giới nhiễu loạn. Vì thế không được để bất cứ quốc gia nào có được nó. Họ mang quả bom ra ngoài thành công và đem tới một nơi an toàn. Khi mọi người đang mở tiệc chúc mừng thì chuông điện thoại của Frank vang lên. Victoria nói với ông rằng sở dĩ Anh Quốc giam lỏng tiến sĩ không phải vì ông ta đã chế tạo ra màn đêm, mà vì ông ta muốn kích nổ quả bom ấy. Nhưng giờ mới biết thì đã muộn. Lão già này là một kẻ điên thực sự. Vì muốn báo thù cho những người đã khuất, ông ta định cho nổ một quả bom hạt nhân, bắt ngàn vạn người bồi táng theo. Ông ta bắt mọi người bỏ vũ khí xuống, sau đó mang quả bom đi. Frank bị quân đội Nga bắt. Khi ba người sắp bị bắn vì tội gián điệp, Ivan và Victoria đã cứu họ. Ivan nhận được tin, tiến sĩ đã mang theo quả bom tới London và trốn trong phủ đại sứ quán Iran. Xem ra ông ta muốn kích nổ quả bom tại London. Bọn họ lập tức chuẩn bị lên đường tới London. Không ngờ đúng lúc này Han xuất hiện. Frank và Han giao đấu bất phân thắng bại, nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa. Frank đành phải nói ra chuyện quả bom hạt nhân và thành công thuyết phục Han gia nhập nhóm. Họ tới London, đột nhập vào phủ đại sứ quán Iran, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy thi thể rải rác khắp sàn và quả bom đã bắt đầu đếm ngược. Bọn họ mau chóng đem quả bom đi, nhưng lại bị vệ sĩ phủ đại sứ phát hiện. Hai bên đấu súng kịch liệt. Tiến sĩ nhân lúc hỗn loạn bắt cóc Sarah và lên xe rời khỏi phủ đại sứ. Han lái siêu xe cùng Victoria đuổi theo ông ta, nhưng sau lưng kẻ địch đuổi theo giáo giết, phía trước đã là đường cùng. Họ thành công thoát được kẻ truy đuổi. Lúc này tiến sĩ đã lên máy bay. Cùng lúc đó, Frank và Marvin cướp một chiếc trực thăng tư nhân, chuẩn bị mang màn đêm ra khỏi London. Nhưng giữa đường người lái máy bay lại bị bắn chết, chiếc trực thăng rơi xuống. Cũng may hai người chỉ bị thương ngoài da. Họ lập tức chạy ra sân bay. Frank cầm vali bom lên máy bay, nhưng tiến sĩ lại dùng Sarah để uy hiếp, ép ông mang quả bom xuống. Frank buộc phải làm theo, chiếc máy bay cất cánh bay đi. Tiến sĩ đang ngồi nhàn nhã huýt sáo thì chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Mở tủ thì thấy quả bom đã ở đây từ lúc nào. Sau đó, quả bom phát nổ trên bầu trời, nguy cơ đã được hóa giải. Thì ra Frank đã lén đặt quả bom lên máy bay từ trước, thứ ông xách chỉ là một cái vali rỗng. Mọi người vui vẻ chúc mừng. Chỉ có Han là không vui chút nào, vì chiếc máy bay vừa bị nổ. Là chiếc máy bay 30 triệu đô mà anh nhịn ăn nhịn mặc để mua. Cuối phim, hội người già cuối cùng đã được hưởng cuộc sống về hưu nhàn nhã.